những lời động viên, chúc mừng được nhiều cư dân mạng và nghệ sĩ Việt gửi đến các y bác sĩ cùng gia đình của cặp đôi song sinh. Những ngày gần đây, thông tin về ca phẫu thuật của cặp song sinh thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Hơn 100 y bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành thực hiện ca phẫu thuật tách rời cho cặp song sinh dính nhau vùng bụng chậu. Đây là ca phẫu thuật được đánh giá phức tạp bậc nhất Việt Nam. Đông đảo đội ngũ y bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật tách cặp đôi song sinh dính liền nhau. Ca phẫu thuật dự kiến kéo dài 12 giờ và kết thúc lúc 18 giờ ngày 15 tháng 7. Ngay sau khi thông tin phẫu thuật thành công được công bố, nhiều cư dân mạng, nghệ sĩ nổi tiếng đã gửi lời chúc mừng đến tập thể y bác sĩ tham gia, đồng thời chúc cho hai cô bé mau khỏe. Hoa hậu Hân My Hê gửi lời chúc mừng đến gia đình hai bé và các y bác sĩ đã cố gắng thực hiện ca phẫu thuật này. Tin vui của ngày hôm nay, ca phẫu thuật đã thành công rồi cả nhà. Chúc hai con Trúc Nhi Diệu Nhi sẽ mau chóng bình phục, mạnh khỏe và sẽ có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc các con nhé. Cảm ơn các y bác sĩ và chúc các y bác sĩ sức khỏe thật tốt. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hen thật sự rất vui và tự hào, Hân My Hê chia sẻ. Ba mẹ một con Thúy Diễm cũng bày tỏ sự vui mừng, xúc động khi biết ca phẫu thuật thành công, mừng rớt nước mắt. Tạ ơn trên đã cho hai con được vượt qua đại phẫu lần này. Cảm ơn các y bác sĩ đáng kính đã mang đến cho hai con một cuộc đời mới. Giờ thì cùng cầu chúc cho hai con mau hồi phục và xinh đẹp hoàn mỹ, sức khỏe thật mạnh mẽ, cùng nhau khôn lớn hạnh phúc bên cha mẹ các con nhé. Diễn viên Thúy Diễm viết. Đồng thời, cô cũng gửi lời chúc mừng đến những y bác sĩ, niềm hãnh diện cho y khoa Việt Nam. Xin cảm tạ các y bác sĩ của đất nước tôi đã mang đến điều kỳ diệu thật lớn lao. MC Nguyên Khang gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ. Trong khi đó, MC Nguyên Khang chia sẻ, Khang rất ngưỡng mộ tài năng và y đức của các y bác sĩ Việt Nam trong ca mổ tách cặp song sinh. Với Khang, nền y y học Việt Nam có những bước phát triển tuyệt vời. Với một ca khó như thế này, trái tim và sự yêu thương của các bác sĩ đã chạm đến cảm xúc của cá nhân Khang. Khang còn xúc động hơn khi người mẹ đã quyết định để cho các bé được chào đời dù sau khi mang thai chị cũng được các bác sĩ chẩn đoán là thai nhi dính nhau. Một quyết định rất khó khăn trong việc giữ hay bỏ con, nhưng trái tim người mẹ giúp chị quyết tâm vì tương lai của các bé. Xin chúc mừng các y bác sĩ, xin chúc mừng gia đình Song Nhi. Mong hai con sẽ thật khỏe mạnh và bình an. Úc Thanh Vân cầu nguyện cho ca phẫu thuật thành công. MC Úc Thanh Vân cũng đăng tải trên trang cá nhân. Cầu nguyện cho hai con Trúc Nhi Diệu Nhi. Mong mọi việc bình an, suôn sẻ. Tất cả phụ thuộc vào ơn trên và sự nỗ lực của các y bác sĩ, chỉ biết nguyện cầu. Nguồn, http, danviet.vn, Hân My Hê Thuy DM vo hoa cam xúc sau ca phẫu thuật của cặp đôi song sinh năm 2022. Nguồn, http, danviet.vn, Hân My Hê Thuy DM vo hoa cam xúc sau ca phẫu thuật của cặp đôi song sinh năm 2022-0167-1011-1877. HTML